Ảm sấp mặt, nhà đầu tư lo lắng. Theo dữ liệu từ coi đề, lần đầu tiên trong nhiều tuần trở lại đây, giá trị một Bitcoin đã giảm xuống thấp hơn 8.000 đô la Mỹ sau khi trải qua một giai đoạn tăng trưởng đều đặn hiếm có. Vào trưa ngày mùng 4 tháng 6, giá một Bitcoin theo ghi nhận đã giảm hơn 10% xuống 7.880 đô la Mỹ trên coi và vẫn chưa có dấu hiệu quay đầu. Đây là mức giảm thấp nhất trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Động thái này ngay lập tức khiến toàn bộ thị trường tiền ảo cũng đổ dốc theo, thổi bay hơn 10 tỷ đô la Mỹ từ 155 xuống còn sấp xỉ 145 tỷ USD ngay cả những đồng chủ chốt như Ethereum hay Litecoin cũng đã giảm ít nhiều. Trong nhóm 10 đơn vị tiền ảo giá trị nhất sáng nay, chỉ có Bitcoin sinh viên giữ được màu xanh với mức tăng 11,08%, trong khi đó giảm mạnh nhất là EOS với 12,4%. Trước đó, Bitcoin từng đạt đỉnh vào ngày 30 tháng 5 với giá trị đạt 9.100 đô la Mỹ trên coin và được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ sớm vượt mốc 10 USD. Điều này cho thấy thị trường tiền ảo, đặc biệt là đồng tiền chủ chốt Bitcoin vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và có biến động giá rất lớn. Tháng 12 năm 2017, Bitcoin đạt mức kỷ lục gần 20.000 đô la Mỹ, nhưng ngay sau đó lao dốc không phanh và có thời điểm đánh mất gần 70% giá trị, xuống mức 3 USD. Từ khoảng vài tháng trở lại đây, Bitcoin tăng trưởng trở lại quanh mốc 8.500 đô la Mỹ và giữ ở đó khoảng một tuần. Nguyễn Nguyễn